Hello, Phạm Duyên xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn thật đặc sắc. Xin mời các bạn cùng theo dõi video ạ. Vâng, các bạn nhìn thấy mái tôn không các bạn? Thì ở miền Trung mưa bão thường hay xảy ra các bạn. Gió vào rất là mạnh. Nếu chúng ta không có những biện pháp mà bảo vệ mái tôn á, thì gió nó qua nó lùa nó sẽ dở hấp bay mái tôn nhà các bạn nhé. Video hôm nay Phạm Vinh có cách này để chia sẻ các bạn nè. Đây là cái mái tôn nhà Phạm Vinh này các bạn. Thì vừa rồi có cơn bão nó vào á, thì Phạm Vinh bảo vệ cái mái tôn nhà mình bằng cách này các bạn. Thường thì Phạm Vinh thấy người ta dùng cát á, bao cát chuyển lên mái tôn, hoặc là người ta giao bịch bóng ấy các bạn, người ta sẽ bơm nước qua và nước nó nặng nó sẽ đè mái tôn để cho gió nó khỏi hấp bay mái tôn nha các bạn. Nhưng đối với Phạm Vinh thì Phạm Vinh dùng cách này. Nhà mình thì có gạch, sẵn gạch á, mình sẽ mang lên trên đó các bạn, mình mang lên sau đó mình sẽ đặt đặt theo cái khóe xà gồ nha các bạn. Tức là trên mái tôn các bạn này có cái xà gồ nằm ngang bắn vít để giữ nè các bạn. Các bạn thấy không? Thì chúng ta hãy có bao nhiêu gạch ấy, các bạn cứ mang lên trên mái tôn này các bạn. Các bạn đặt đặt lên cây xà gồ này các bạn. Các bạn thấy không? Đó. Thì đây là Phạm Vinh đặt chỉ một cây xà gồ phía dưới thôi nha các bạn. Các bạn muốn kỹ hơn thì các bạn cứ mỗi cây xà gồ như thế này này, các bạn đặt hai viên gạch kéo dài như thế này các bạn. Lúc này nó sẽ giữ mái tôn nhà chúng ta sẽ nặng hơn, đầm hơn, gió nó sẽ khó lùa vào để mà hất bay mái tôn khi mà bão lũ nha các bạn. Đó, đây là cách Phạm Vinh chống bão để bảo vệ mái tôn nhà mình nó không bị bay trong mùa bão nữa các bạn. Nếu các bạn thấy cách này hay, các bạn có thể áp dụng vào thực tế để bảo vệ mái tôn nha bạn nha. Cách này thì nó có ưu điểm ấy là chúng ta cứ đỡ dương gạch lên trên trên mái nha các bạn. Chúng ta không cần phải rinh lên rinh xuống chứ cho mệt. Các bạn cứ rinh gạch và đặt cố định trên mái tôn như thế này. Mùa nắng mùa mưa gì cũng được hết nha. Vâng, vừa rồi thì Phạm Vinh có chia sẻ một cái mẹo hay nhỏ nhỏ để bảo vệ mái tôn nhà bạn trong mùa mưa bão nhé. Hy vọng video này các bạn sẽ thích nó. Thì các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ Phạm Vinh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.